guilty and also that result is coming. Chúng ta cũng cần phải hiểu cái ý nghĩa của trạng thái tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm bất thiện ở đây tức là cái tâm nó có lầm lỗi và cái kết quả của nó thì không thể nào là có một cái kết quả tốt. Thế còn một cái tâm thiện là một cái tâm không có lầm lỗi, không có bị chê trách và kết quả của nó bao giờ cũng là một cái kết quả tốt. So actually the Usala mind arising, the mind quality of mind is, you can notice the good quality of the good quality of mind. Quality is good. You need to know the quality. Not good feeling good, quality good. Akusala mind is, you can aware the akusala mind is quality is no good. Và khi mà một cái tâm thiện hay một cái tâm bất thiện nó sinh khởi thì là nó ảnh hưởng tới cái phẩm chất của tâm. Một cái thiện tâm sinh khởi thì bao giờ nó có một cái phẩm chất tâm rất tốt, một cái phẩm chất tâm nó vượt trội. Nó khác hẳn khi với một cái trạng thái tâm bất thiện sinh khởi. Khi mà một cái tâm bất thiện sinh khởi thì không thể nào chúng ta thấy là nó đạt được một cái phẩm chất tâm tốt cả, chứ không hẳn là nó liên quan tới các cái cảm họ hay là các cái cảm giác khi mà các cái thiện tâm hay là bất thiện tâm sinh khởi. It's loba and mana is, you can know, you can think it's a satisfied, the feeling is a good, but the mind is not peaceful. Và ở một cái mức độ nào đó quý vị thấy là một cái trạng thái tâm tham hay là một cái tâm ngã mạn thì là chúng ta có thể có một cái cảm giác nó dễ chịu, nhưng mà cái tâm của chúng ta nhìn sâu vào nó thì nó không có được một cái sự an ổn. Whatever you want, you get it, then you're satisfied. But later on, if you cannot get it, the suffering is more double, increase. Vì khi mà chúng ta có cái trạng thái tâm như vậy, nếu mà chúng ta đạt được thì chúng ta thấy có một cái sự thỏa mãn. Nhưng ngược lại, nếu như không có cái khả năng đạt được cái điều mong muốn thì lập tức là cái kết quả nó cũng xoay ngược lại, nó làm chúng ta trở nên thất vọng và chán chường. When you are watching this craving arising, that time there's no comfortable because you get it.